Chào các bác nhá. Hôm nay em quay bác cái video vui với bác thôi. Hôm nay nhà rảnh, dịch bệnh không có việc gì làm các bác ạ. Hôm nay em đang dùng cái chảo mà chảo nướng này. Đấy, cái này thì nó vẫn nướng được và nó vẫn chiên được các bác nhá, tại vì nó sâu khoảng 2,5 cm vẫn chiên được. Những cái đồ mỏng mỏng. Đấy, hôm nay em mang ra em chiên trứng. Đây này, em làm hai bát trứng này, bọn nhóc em nó không ăn hành thì em lại chiên không hành. Đấy, thì em rắc hành lên thì em chỉ cho một chút xíu mỡ nữa thôi. Em chiên trứng thì em ăn mỡ heo, em ăn hay mỡ heo xào rau cũng vậy. Miền Bắc thì mình hay ăn như vậy. Thì cái chảo này nó rất là lớn. Nói chung cái này thì chả có bán nữa đâu bác ạ, tại vì bữa giờ bán mấy bác chê. Bác cái này dùng để làm chả bông nó tuyệt vời lắm, tại vì nó to, nó khoảng 38, 35, 38. Đường kính của nó lên là làm chả bông nó rộng ấy, nó đảo lần lần được cả ký hai ký thịt ấy. Đấy, rất là tiện. Mà cái chảo nó độ nóng nó rất là tốt, nó giữ nhiệt rất là tốt, nên là nó không, thứ nhất là không bị cháy này. Đấy, không bị hiện tượng cháy. Đấy, quá nhiệt, còn nó cháy rất là đều. Đấy, nó hay chỗ đó, nó chống dính rất là tốt. Em sẽ chiên trứng bác coi này. Đây là trứng này, là trứng gà ta này bác. Đấy, mình sẽ chiên bác nhé. Thì cái này nó rộng ấy, nên là mình có thể chiên được rất nhiều trứng đó nhá. Đấy, hay ở chỗ đó là được chiên rất là nhiều trứng đó, cực kỳ nhiều trứng luôn. Đấy, chiên vô tư. Nếu mà đổ hết cái này phải đến chục quả trứng các bác nhá, nếu mà một lần mình đổ hết. Đấy, có trẻ con em này thì nó không có ăn hành nên là em không có chiên hành ấy. Đấy, còn em chờ em bỏ ra đây cho ít hành vào. Đấy, bác quấy lên. Trứng thì càng quấy thì nó càng lở quá. Ở trong công ty ấy, mấy công ty làm bếp ăn đấy, em ngày xưa em có làm công ty cái thời gian đó, em có biết mấy ông làm trong đó rồi. Đã có mấy ông đổ nước vào cơ mà để cho trứng nó lở ra ấy, mà đến nỗi nó bác mang quả trứng ra thì không phải là cái trứng chiên nữa, nó là cái gì không phải là trứng chiên luôn. Nói chung là làm công ty ăn uống rất là khổ quá. Đây, em sẽ chiên tiếp các bác nha. Đấy, em chưa có gia vị đâu, tí em chấm mắm được. Nhìn nó, nhìn thấy trứng chưa? Đấy, cái chảo của nó, cái chảo này nó sản xuất cách đây em nó bác nó khoảng 30 năm rồi các bác nhá, 30 năm trời rồi đó, nó không phải đùa đâu. Đấy, nhưng mà chống dính nó còn rất là tốt em nó bác. Như những cái chảo mà các bác có thể mua bất cứ một cái chảo nào với cái giá trị, kể cả bác mua cái tiền triệu hàng ở đây nhé, còn hàng Nhật thì em không có nói. Bác mua kể cả giá trị tiền triệu luôn, nhưng mà chẳng có cái chảo nào mà bác có thể sử dụng được cái thời gian mà nó hoạt động được vài chục năm rồi nhá. Đấy, không có đâu. Kể cả mình để không nó cũng hư chứ đừng nói là dùng. Đấy, bởi vậy những cái có bác mua đồ của em, bác bảo hỏi những cái chảo của em bán là sản xuất năm bao nhiêu. Đấy, bác mua những cái chảo mà sản xuất càng về ngày xưa bác ấy càng thích. Đấy, bác lại thích thế, tại vì bác bảo chảo nó dày hơn, chống dính tốt. Bác nhìn thấy không, em nói bác bình thường, nếu bác chiên trứng như bình thường, nếu mà cái chảo chống dính không tốt đó, nó không bao giờ mà có chuyện mà nó như thế này, bác nhìn thấy chưa. Đấy, mặc dù nó chưa có cháy nhiều nhá, mà nó đã như thế này được rồi. Đấy, thì em nói các bác rồi. Đấy, thì bác thích xài hàng Nhật hàng thì mua hàng bãi xài rồi thôi, chứ còn nếu mà mua mới như cái này ấy, thì nếu mà để đầu tư hết, trải hết đồ Nhật mới ngày nó không có rẻ đâu các bác nhá, đắt phết đấy. Đấy, kể cả những cái thiết bị từ những cái to, những cái nhỏ của Nhật, tại vì là giá trị của người ta là tính theo tiền của người ta nên giá trị rất là cao. Như máy giặt ở bên đó thì người ta tính cái giá trị của nó 40-50 triệu một chiếc máy mới cơ, thậm chí có cái 60-70 triệu là chuyện bình thường. Tủ lạnh cũng vậy. Đấy, có điều về hàng bãi thì về theo hàng container, nói chung là về rất là nhiều cái mặt hàng, nói chung là đi nhiều đường khác nhau, nó có nhiều giá khác nhau. Còn hàng đấu giá người ta đi bằng máy bay về đây thì nó sẽ mắc tiền. Chẳng hạn như vừa rồi em mua một cái chảo rất là giá rất là tốt ở bên đó, nó bác giá cái chảo đó, nó thật các bác là người ta bán có 100-mấy chục nghìn thôi. Đấy, ông ấy bán, ông ấy thích kiểu như ông bán là ông bán, ông vừa cho ông bán để bỏ luôn đấy. Đấy, em coi được cái comment, cái giới thiệu của ông ấy là ông ấy bán là cái mục đích là bỏ cho rộng nhà thôi. Thế nên em mới mua. Em biết là tiền ship của cái chảo rất là cao, nhưng mà người ta bán như vậy thì mình mới dám mua. Còn bình thường nếu mà người ta bán cả 10.000, gọi như một man ấy, mấy man mấy ấy, thì làm sao mà em dám mua về đây bán cho các bác được. Tại vì tiền ship của những cái đó nó nặng. Cái đó em ship về đây là tính ra là cái chảo là hết 2 triệu mấy đó. Đấy, nhưng mà về bán được lời mấy trăm ngàn thôi, 300-mấy chục ngàn thôi. Đấy, nhưng mà em muốn mua cái về, thứ nhất là trải nghiệm giới thiệu các bác. Đấy, chả chín rồi. Đấy,
Đấy, bác mua được cái chảo đấy nó bác tuyệt vời lắm các bác nhá. Về nướng như này nhá. Cái chảo đó lại nấu dùng được cái bếp từ nữa cơ, nấu lẩu được cơ, quá tuyệt vời luôn. Và đây chiên chiên trứng nhanh không? Đấy. Đây là bác làm hàng quán nhá, hàng quán chẳng hạn như bác là thứ nhất là bác có thể làm quán cơm này. Bình thường bác chiên trứng không bao giờ bác chiên được số lượng nó nhiều. Nếu mà nhiều thì thường thường bác sẽ bỏ nhiều dầu. Mà bỏ nhiều dầu thì là nó thứ nhất là nó sủi lên, ăn nó ngấy. Còn đây bác bỏ ít thôi, không cần bỏ nhiều tại vì cái này nó chống dính rất tốt. Đấy, mà nó chiên được rất là nhiều. Đấy. Thì em biết là kinh doanh thì ai cũng tính toán đến cái phần mà coi như là lợi nhuận mới cả những cái là càng rẻ càng tốt, nhưng mà cũng phải chú ý đến sức khỏe một chút các bác nhá, cho khách hàng người ta ăn cơm nữa. Đây, cái này chống dính rất tốt nhá. Đây là bác. Nó nhìn xấu xấu mà thôi. Hôm nọ mấy bác bảo nhìn hơi xấu xấu bác. Đấy là nhìn qua video thôi. Còn thực tế bác dùng bác mới biết được bác nhá, nó có tốt hay không. Tại vì em xài rất là nhiều rồi. Bây giờ em đang xài cái củ cả mà các bác không dùng nữa. Đã không có chịu mua thì em dùng nữa. Thì cái này em không có bán đâu, chia sẻ các bác biết thôi. Còn chưa nói những cái mà hình thức nó mới keng xà beng các bác nhá. Đấy, đây là chỉ nói những cái nó không được đẹp và nó sản xuất cách đây khoảng 30 năm rồi. Đấy, nó đã như vậy rồi chứ đừng nói những cái nó đang còn đẹp trên 90% các bác nhá. Hỏi suy nghĩ về nó nhá. Đấy, như này xào nấu này, chiên. Đấy, ăn bò lé, đấy làm trứng ốp na hoặc là làm món bò bít tết trên cái chảo này nó bác bá đạo nó các bác nhá. Cái này mà chiên nem cỗ kia cơ. Chiên một phát thôi là bao hết rồi. Chiên một phát một lượt chảo này là bao được 5 bàn rồi các bác nhá. Đấy. Rồi ok nhá, cảm ơn các bác. Dịch toạc thì chia sẻ bác cho xem cho nó có video cho nó vui thôi bác ạ. Chứ giờ chả có hàng gì về đây, tôi đang nhìn trứng ngon rồi. Đấy, nhìn cái là muốn ăn luôn rồi đấy. Đấy đây 5 quả đấy các bác nhá, còn chiên hết là 10 quả đấy. Ok các bác nhá.